Trước khi bắt đầu tập này thì tôi đã làm một chút xíu anh em ạ. Đấy là một cái đường hầm đi xuống nè anh em, với lại ba cái gương thì thấy cũng khá là ok, và một cái máy, với lại dưới là có một cái kiểu như là cái tầng rượu của tôi vậy đó anh em ạ, nhưng mà chỉ có một bình rượu thôi đấy. Và trên đây thì có tôi làm thêm một cái tầng nữa anh em ạ, cũng khá là ngầu phết nha. Tự nhiên ông nào đi vô ở ké nhà tôi anh em, tỉnh như ruồi vé, mà nói chung là cũng giúp đỡ tôi, cũng như mở cái shop ra cho tôi nè anh em, giống như là cái nón nè, mining helmet nè, hình như tôi đội vô thì nó phát sáng lên đấy anh em. Tôi quán này nhé, tôi có thể mua một cái là gold stick consume, nói chung là cũng ok. Để tôi lên tôi giết này cái đã. Bố mày nhờn mày á, bố mày không sợ mày con ạ. Nói chung là tôi cũng làm thêm một cái ống khói nữa anh em, cũng ngầu phết nha. Để cái xong là tôi sẽ đi mai anh em ạ. Tập này chỉ có thế thôi phải. Cái này thì tôi nhặt được trong cái gương bên kia, tự nhiên tôi mai cái xong tôi nhặt được luôn anh em ạ. Cũng khá là được nhưng mà tôi không biết cách dùng. Với lại tôi đã có được cái shuriken rồi anh em ạ. Tôi mới học được cách đào của những người đi trước anh em. Cái gương tôi kiểm trên đây nè anh em. Oh shit, mày cút ra coi. Ủa, mũ này khoát sáng khá là lợi ha anh em. Helicer Poison. Ủa, cái này dẫn đi đâu á? Where this lay? Ủa, nó không ra được anh em mà nó bị kẹt rồi. Chạy. Ui mày. Đây, khúc này là tôi đào xuống nè anh em, khá là ngầu. Đây, tôi cũng tìm được cái hang mà cái hang này tôi chưa khám phá nữa. Tôi sẽ quăng cái shuriken nào đây. Đây, ok chưa? Chung là mình phải cắm đuốc trước khi đi. Lên lụm cái bình kia anh em. Đấy, lên được rồi đấy. Rút chỉ là ơi cốp web, tôi cũng cần cái này lắm nè anh em ạ. Cái gì kia, hình như nó có cái gì đó anh em ạ. Trong đây cũng chả có gì hết anh em. Này cát đúng không? Cái này là cát mà. Tôi sẽ bắt đầu đào từ đây nhé. Anh em có thấy gì bên đây không? What the fuck is that? Có phải là vàng không vậy anh em? Không, cái này không phải là vàng rồi. Ui thành đó. Cái này không phải là vàng rồi anh em ạ. Hay là chỉ là một cái cát mà nó cứ dày hơn thôi. Hình như là vậy, đúng rồi, đúng là như vậy đó, không có gì đặc biệt hết. Cái gì kia nha, có phải là Bladium không? Ô mày chuối. Yo, tôi nghĩ là vậy là ổn nè anh em. Lead on, cái này là lead on nên mà tôi không nên mạo hiểm như vậy nữa. Tôi nghĩ đây là một cái hang lớn thật sự nha. Hình như đây là có zombie anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy. Tao xuống tiếp chứ. Where is it? Where the fuck is it? No, bro. Cắm đuốc. Đào xuống. Cứ đào tiếp tục. We can do it. Ôi. Come on. Oh shit. I'm gonna die. Oh no, Come on. Bắt cua. Tôi chỉ cần một hit nữa thôi, tôi đi đấy. No. Dang it. Đây là còn cái hang à. Như là vậy. Cái gì đấy? Stone lock silver, cái này là silver anh em ạ. Campfire. Ôi tôi đập luôn kia rồi. Có gì hết anh em ạ. Tôi vẫn cố gắng tôi đào xuống nha nè. Ôi nó nữa kìa. Bước đầu. Ôi, nghe. Lẹ quá. Khoan xí tì đi. Em về nhà đi anh trai. Mấy em sợ anh lắm rồi đấy. Thôi về anh em ạ. À. Tới đấy thôi. Mé đây là cái hang cũ của tôi nè. Đào chưa tới nè anh em. Đào tới một chút xíu đầy lít o luôn á. À, con này đâu nha. Cút ra nha. Tôi nói mày cút ra nha. Bố mày đi mai vào ban đêm mày cứ phá là sao hả? Ôi xe. Ôi. Cút ra đây hả? What you want? Ui shuriken mạnh lắm anh em ạ. À. Đấy. Ôi ơi cày tiền là được ở đấy. Tôi thấy cày tiền là được ở đấy. Ui đồng lắm anh em. Yên tâm tôi có cái thuốc biến về mà. Thoải mái thôi. Tôi nghĩ là nên đi vào buổi sáng anh em ạ. À. Thôi về nhá. Cho em về. Wow. Đào một hồi thì tôi cũng thấy hệ thống hang động khá là chằng chịt và có một con sứa nữa anh em ạ. À. Tôi cấm không được ta. Đây một nơi khá là rộng luôn ấy. Cái gì đây? Mud block. Ui đâu thế? Đâu? Zombie em. Wow. Được con lo này mà. Mạnh hơn cái bên đây nhiều. Ok, ổn. Được. Chấp nhận. Ui. I'm not kidding, bro. Ui, xem chết anh em ạ. Xem chết đấy. Cái gì đấy? Emerald. Mày sao? Ui, nó đâu vậy? Tụi này tôi cứ vẫy thôi anh em ạ. Nó bay trúng một chết nó thôi. Nó bay trúng rồi đấy. Ôi, cái đầu mày lên hả? Con đỏ nè. Mày đùa tao à. Oh no. Please. Xem trúng. Cái này là gì nhỉ? Cái này là gì tôi còn biết. Mà chắc chắn nó sẽ hữu dụng đấy. Where you man? Con quỷ này. Nó cứ lù nó xuất hiện á. Ui, để trúng thiệt kìa anh em. Are you kidding me, bro?
khá là nhiều cục này luôn, thì tôi không biết sao nhưng mà tôi vẫn cứ đập sao anh em ạ. Sao nó có đỏ này thế nào nhỉ? Topaz. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy anh em? Để tôi đào hết cái khúc nước này ra đây nè mà. Cho nó hút nước đi, cho nó hút hết nước đi. Holy shit. Wow. Có lẽ là cái này là một cái bù hồ mệnh gì đó anh em. Đấy là tất cả những gì sao mà tôi mai một đêm luôn đấy anh em. 2-3 ngày đấy, nói chung là được mấy trái bơm với lại là được cái trái tim gì đó khá là ngầu và được một vài thứ quý hiếm. Rồi tôi cũng là làm được một cái gọi là lazy hand step với lại một cái yo-yo. Nice, mà cũng ổn mà anh em. Quá là dữ luôn đúng không? Tôi sẽ ra test yo-yo cho anh em xem. Vô đây, đi vô hết đi. Mày sao? Mày đùa với bố mày à? Ui, ngầu thật sự ấy anh em. Mày sao bưởi? Rồi phát sáng cả một vùng trời. Bước vô. Look at the damage. No, that's a lot of damage. Khá là mạnh luôn ấy anh em ạ. Ôi, mày chưa thấy vô của tao là phải lão nha. Bố cha mày thấy giờ mày thấy rồi đấy. Đúng là chưa thấy vô chưa đổ lệ anh em. Ui, Penguin, mày sao? Còn mấy con kia nó sẽ bay lên thì phải nha. Có lẽ đây là một vùng nước. Ô phải xịt. Mùi hên quá anh em ạ. Tôi phải dụ nó lên đây anh em ạ. Thấy, hồi chơi nó. Bước vô, tuổi. Quá đông, quá hung hãn. Mày sao? Ui, con nó kìa anh em ạ. Vô của tôi cũng phế lắm. Nhưng mà ok, đấy. Đồng thế. Oh shit. New member. 40 go anh em ạ. 5 go này. Mày cứ đây nha. Mày cứ đây nha, tao sẽ về lên. Much later. Tao trở về đây. Yes. Tôi mua được luôn đấy anh em ạ. 40 go rồi. Mắc thế. Đây cũng ổn mà nè anh em. Đấy, Russo Katana. Được có ló. Chỉ là dữ. Tôi hết tiền rồi, tôi còn 2 go thôi. Làm sao để kiếm go đây? Tôi có ý tưởng này, tôi sẽ làm thêm một cái bộ giáp của tôi nữa. Giáp thôi anh em. Ngầu chưa? Đây. Đấy, ngầu liền, nói chung là cũng ngầu đấy anh em ạ. Thanh niên này thì cứ đứng đó để tôi đổi đồ từ từ. Cái gì phải từ từ, tôi cũng sẽ đổi đồ thôi anh em ạ. 10 go. Wow. Đó, có vẻ là tôi nên đi xuống dưới không nhỉ? Ở đây là một cái vực sâu khá là thẳm. Mana. Oh Jesus Christ. Không anh em, sẵn tiện tôi về nhà tôi mua cái này luôn anh em. Thôi kệ, tôi sẽ đi qua ngược lại nhá, cây thế nhờ. Ôi, cái cây này nó mạnh thật sự luôn đấy anh em ạ. Đấy, 30 giây. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ tôi chết thì phải nha. Không phải anh em ạ, tôi cần đi tiếp thôi. Tôi không nên nhảy xuống, ui nó nhảy xuống dưới. Giờ tôi có thể đi trong đêm luôn. Ui, một bích luôn à. Nói chung là tập này là tôi vừa đi mai, tôi vừa đi phiêu lưu khá là xa luôn đấy anh em ạ. Wow. Wow. Spear. Anh em ngu gì mà không lút. Là một cái túi hạt giống đấy. Bia tôi sẽ xử cái spear này anh em. Ui. Bước vô đây. Nó không mạnh bằng cái này nhưng mà ok cũng được. Ui, con ma này. Bước vô. Nói chung là tôi không có tầm nhìn đấy anh em. Một. Thêm một cái gương nữa. Cái gì đây? Có rồi, cái này tôi có rồi. Cái này chỉ là thuốc với lại O này. Lít 3 này cũng ổn này. Đấy, sẵn lấy mấy cái gương luôn chứ tôi quên. Tụt thêm một cái gương nữa, ngon. Chúng ta sẽ có cuốn sách. Lại một trái tim nữa à. Tôi có thể đi xa hơn cái này đấy. Come on. 10 go. Oh yeah. Khá là nhiều thứ luôn đấy anh em. Oh shit, I'm gonna help. I found something bro. Wow. Đây là gương vàng đấy anh em. Nice. Đây nè mày. Ôi, cái này tao sử dụng chưa? No, he hit me. Ủa, nó hóa đá tôi luôn. Thôi, thế thôi nhé. Sợ quá, tôi sẽ quay lại cái đó anh em ạ.